Len 5 phút đốt được bao nhiêu calo? Mỗi ngày nên tập len bao nhiêu là đủ? Rồi, đầu tiên á là bạn này nói là sẽ tập được khoảng 3 phút 30 giây là ướt thảm. Các bạn nói là sẽ lên được 5 phút, 7 phút. Nhưng mà theo tôi á là các bạn hãy cố gắng tập đa dạng cái chủng loại của len. Tại vì như thế này nè, là theo mà nghiên cứu á thì mỗi một phút len bạn sẽ đốt cỡ 30 đến 40 calo mỗi phút. Như thế là khoảng 5 phút với trọng lượng bình quân sẽ đốt được khoảng tầm 150 đến 200 calo. Tuy á là nó đơn giản nhưng mà đốt cháy calo nó sẽ nhiều, nhưng mà không phải là ai cũng giữ được cái mức này. Nãy giờ bao nhiêu giây rồi? Rồi 40 calo rồi đó. Là 1 phút rồi hả? Quay cái clip 1 phút rồi là cắt đi chưa? Rồi, plan á thì nó giúp bạn giảm, nó không giúp bạn giảm cân siêu tốc như những cái bài tập cardio, nhưng mà nó sẽ diễn ra từ từ. Bởi vì khi á mà bạn plan thì cái nhóm cơ lõi bụng nè, cái nhóm cơ thẳng bụng nè, cái nhóm cơ hai bên nè, thậm chí là tay vai của bạn nó sẽ phải trụ cùng lúc, đúng không? Nhiều bạn yếu á thì các bạn phải lót thêm một cái tấm thảm. Mà nếu bạn plan mà bạn dồn người tới trước như vậy nè thì cái cơ bụng của bạn nó gồng nhiều mà vai tay của bạn nó cũng sẽ rất là mỏi. Bạn Đỗ Tú hỏi là vậy mỗi lần plan bao lâu? Thì bạn cố gắng mới bắt đầu á, bạn plan 30 giây được á là mừng rồi. Khi nào quen hơn thì cố gắng 1 phút, sau đó thì đổi. Bạn phải tập được nhiều và đa dạng kiểu plan thì nó sẽ tốt hơn cho bạn rất là nhiều. Nhớ nha. 45 giây rồi. Mới plan 2 phút chạy mồ hôi ướt. Anh review đi. Đang vừa plan vừa quay clip. Quay clip 5 phút vừa nói vừa plan. Rồi, đây quay tiếp. Yeah. Rồi, bạn tên Phương này, bạn ấy hỏi á là nếu như vậy á thì như anh nói á, như mình nói là plan 5 phút thì đốt được nhiều calorie. Bạn ấy hỏi là nếu á mà như vậy á plan 5 liên tục 5 phút hay không, thì câu hỏi là khó. Bởi vì nếu mà giữ được thế này á, các bạn giữ khoảng tầm bình quân á là khoảng tầm 30 giây đến 60 giây là các bạn mỏi và rớt lắm rồi. Nên á là chúng ta nên chia ra, ví dụ như á mình mỏi quá thì mình thả để mình rớt xuống, đúng không? Rồi sau đó mình nghỉ cỡ 1 phút, rồi sau đó mình quay lại, rồi mình tập từ từ. Khi nào mình quen hơn á thì mình có thể plan được nhiều hơn. Ngoài ra là chúng ta nên nhớ là khi mà chúng ta ăn á, chúng ta phải ăn cái chế độ nó giảm được cái lượng tinh bột một chút, ăn nhiều rau xanh hơn một chút. Nhớ là ăn ít mắm lại, ít muối lại, ăn nhiều trái cây, phải ăn đầy đủ và nên tập đa dạng, thì như vậy bạn mới đủ sức để mà bạn plan nhiều mà nó giảm mỡ giảm cân hiệu quả nha. Khi mà giữa những cái hiệp mà bạn tập plan á, ví dụ như bạn nghỉ cỡ 1 phút thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn á là hãy cố gắng ăn nhiều rau xanh hơn, ăn nhiều cá nè, ăn đều trứng gà. Ví dụ với người bình thường ăn một tuần khoảng tầm 4 đến 5 quả trứng là được rồi. Và khi á bạn tập á hãy nên, ví dụ như hãy cố gắng tập một cái sự đa dạng, bởi vì á bạn sẽ rất khó để bạn tăng đột biến. Ví dụ như hiện tại cái mức bạn tập plan tối đa á là 30 giây, bạn sẽ rất khó bạn tăng đột biến lên 1 phút hoặc 1 phút rưỡi, mà bạn sẽ cần tập đa dạng những cái bài tập khác để cơ thể, một là cơ thể của bạn ít mỡ đi, hai là nó nhẹ hơn, ba là tim mạch của bạn nó khỏe hơn thì nó mới đủ tăng sức bền. Tại vì khi mà bạn tập len á, phần vai tay nó trụ lên nó cũng sẽ rất là mệt, nên nếu mà bạn không tập đều đa dạng bạn sẽ rất khó tăng được cái khả năng len của bạn. Làm gì á? Lên luôn đi. Chống cái này cho nó khô. Rồi, đây là cái clip plan thứ 6 mà nãy giờ tôi quay liên tục. Là nãy giờ tôi quay 5 cái clip rồi tôi đã tập plan được hơn 5 phút rồi. Plan nó đối với sức khỏe của bạn, nó tăng sức khỏe cho cái phần lưng và cái cột sống. Lưng và cột sống ở đây nè, tại vì khi bạn tập plan á, bạn trụ lên cái phần cơ bụng, đúng không? Bạn trụ lên cơ bụng của bạn, nó rất là săn chắc và nó phải gồng cả cái lưng cột sống của bạn. Và nó trụ như vậy. Khi á mà bạn trụ như vậy, bạn thường xuyên á cái cơ lưng và cái cột sống của bạn nó khỏe, đồng thời á là vai tay nè, thấy không, nó trụ lên vai, nó trụ lên tay. Nếu mà bạn nâng được một bên tay như thế này á thì nghĩa là vai tay của bạn nó rất là khỏe, nó săn chắc, nó giảm mỡ bắp tay, nó giảm mỡ vai. Và nhớ hãy cố gắng plan đều đặn thường xuyên, khom cái bụng lại một xíu gì nha. Một cái này là cái video thứ 6 về plan, thứ 7 về plan. Cái câu hỏi là có thể giảm cân được bằng plan hay không, thì đầu tiên á plan sẽ tăng cường trao đổi chất,
trong cơ thể của bạn. Và một khi á, mà trao đổi chất trong cơ thể của bạn á, thì những khi bạn ngồi bạn nghỉ ngơi, cơ thể của bạn vẫn đốt được một cái lượng calo nhiều hơn. Tại vì sao? Tại vì khi bạn tập lên, vai tay của bạn bạn gồng nè, hiểu không? Nhiều bạn yếu các bạn sẽ trụ không nổi, sẽ bị rớt vai tay trước. Sau đó là bụng của bạn, cơ lõi của bạn, cơ thang, cơ bụng thẳng, cơ chéo các kiểu, cơ lưng nó sẽ gồng. Tổng hợp như vậy á, toàn thể cơ thể của bạn nó hoạt động rất là hiệu quả. Và đây là một bài tập bạn có thể áp dụng tại nhà, cố gắng giữ trên 45 giây nha. Nhớ là cố gắng lên, tại vì khi như vậy á, kết hợp với việc một cái chế độ ăn uống tốt, cơ thể của bạn sẽ giảm mỡ rất là hiệu quả. Nhưng cố gắng lên nha. Nhưng mà gồng vậy có bị to vai không? Gồng như thế này á, nó sẽ rất khó là to vai, bởi vì muốn to vai các bạn phải đẩy một mức tạ rất là lớn, lớn hơn rất là nhiều nha. Rồi đây là cái clip lên chúng ta. Ok, rồi bây giờ bạn sẽ hỏi là tập lên giờ nào, thì tôi sẽ cho các bạn á, là các bạn tập có thể khoảng tầm 2 lần mỗi ngày. Mỗi lần các bạn tập 5 hiệp, mỗi hiệp các bạn tập 1 phút và các bạn nghỉ 1 phút giữa các hiệp. Mỗi hiệp các bạn cố gắng tập từ 45 đến 60 giây. Cái thời gian mà buổi sáng từ 5 giờ đến 6 giờ là cái thời điểm mà nó sẽ giúp bạn phục hồi và giảm mỡ hiệu quả, bởi vì cơ thể của bạn sau một đêm nghỉ ngủ dậy nó phục hồi rồi nó sẽ tràn. Đó, nó bỗng lưng nhớ chỉnh lại nha. Nó sẽ tràn đầy năng lượng để mà bạn có thể tập. Còn thời gian buổi chiều á, từ 4 chiều đến 6 giờ tối thì thời gian này cơ thể của bạn nó sẽ nóng, gia tăng của bạn sức mạnh của bạn nó nhiều. Nhưng hãy lưu ý á, là tùy theo cái giờ mặt trời của bạn và giờ giấc sinh hoạt của bạn, nên hãy tập cái thời gian nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất là được nha.